một cảnh tượng hiếm có khó tìm và hiếm có khó gặp ở tại Vũng Tàu các bạn ạ. Các bạn nữ check in cũng khá là đó là những con ốc các bạn. Đây là tàu du lịch đi ra Côn Đảo đang xuất phát từ Vũng Tàu các bạn ạ. Trên tàu có rất là nhiều khách, tàu chở được hơn 1.000 khách các bạn ơi. Hi, xin chào các bạn thân mến, chào các bạn buổi sáng nhá. Chúc các bạn một buổi sáng thật an lành và hạnh phúc các bạn ơi. Hiện tại mình đang có mặt ở tại Mũi Nghinh Phong, thành phố Vũng Tàu các bạn ạ. Ở đây sáng nay rất là đông vui, một điều đặc biệt mình muốn chia sẻ đến các bạn là như các bạn thấy đằng sau mình đây. Đó là trên những quả núi, trên những bậc thang lên trên núi này có rất là nhiều du khách cũng như là bà con người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến đây để ngắm bình minh buổi sáng các bạn ạ. Ở đây có những điều rất là đặc biệt cũng như là mình muốn chia sẻ đến các bạn là quang cảnh khu vực buổi sáng nay là thủy triều rút xuống rất là đẹp các bạn ơi. Thì bây giờ ấy, mình sẽ cùng các bạn khám phá và ngắm bình minh buổi sáng nhá, và tiếp theo thì chúng ta sẽ xuống bãi biển để cùng khám phá dưới bãi biển cũng như là bà con người dân đang kéo lưới kéo cá này và các bạn là du khách tắm biển các bạn ạ. Sáng nay ở đây như các bạn thấy này, du khách này đến ngồi phải nói là tạo nên một cái quang cảnh có 102 các bạn ơi. Và khi mà đến Vũng Tàu thì các bạn đừng bỏ qua địa điểm này nhé. Đây là địa điểm đang hot nhất Vũng Tàu dành cho du khách mỗi lần đến với Vũng Tàu, đặc biệt là vào buổi sáng thế này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn lên trên này khám phá thì từ các bạn nhé. Hello. các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp rồi các bạn. Trời ơi. Chưa bao giờ thấy một cái quang cảnh nào nó lại đẹp như thế này. Bây giờ là ánh bình minh bắt đầu lên rồi. Mình sẽ chia sẻ đến các bạn về quang cảnh ánh bình minh trước các bạn nhé. Đây là bình minh buổi sáng ở tại Mũi Nghinh Phong, Vũng Tàu. Như các bạn thấy là không những bình minh sáng nay rất là đẹp, và xa xa đằng kia là chúng ta đã thấy là đảo Hòn Bà. Đảo Hòn Bà hay còn được gọi là miếu Hòn Bà. Ở trên đảo Hòn Bà có một ngôi miếu là miếu Hòn Bà như các video trước mình chia sẻ đến các bạn đấy. Du khách ngồi kín hết luôn rồi. Đấy, quá là đẹp luôn các bạn ơi. Chỗ nào cũng có rất là nhiều du khách ngồi. Đẹp lắm. Mỗi người chọn một góc để đón bình minh buổi sáng các bạn ạ. Ở đây sáng nay rất là đông nha các bạn ơi. Sáng nay là sáng cuối tuần đấy. Quá là đẹp. Mình sẽ tiếp tục đi lên trên kia các bạn ơi. Mình sẽ chọn một cái lối để mình đi. Ở đây mình thấy là lối đi thì mọi người cũng đã có những chiếc ghế ngồi đấy các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Cảnh tượng có 102. Mọi người ngồi kín hết. Quá là nhiều các bạn trẻ luôn. Các hot girl này, rồi thanh niên nam nữ này nhiều lắm các bạn ạ. Để các bạn xem này. Trời ơi. Nếu các bạn xem được video này thì đây là phải là một điều tuyệt vời dành cho các bạn rồi các bạn ạ. Đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ nhiệt tình các bạn nhé. Khi mà đến đây các bạn không những là được check in ngắm bình minh buổi sáng mà chúng ta còn có được cái cảm giác trải nghiệm leo núi và đi trên những hòn đá như thế này. Khi mà đến đây chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp được rất là nhiều các bạn thanh niên nam nữ, đặc biệt là ở đây có rất là nhiều các bạn gái rất là xinh nha. Bạn nào mà
trong đầu có một chút nặng trĩu thì các bạn có thể đến đây vào buổi sáng, đặc biệt là buổi sáng cuối tuần như sáng nay các bạn ạ. Cái góc này mới đẹp. Rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Video sáng nay thì chắc là cũng là một cái điều thú vị chia sẻ đến các bạn. Mình đến đây ấy, là với mục đích là chia sẻ đến các bạn. Khi mà đến với Vũng Tàu thì các bạn có thể nhớ thêm, biết thêm một địa điểm check-in vui chơi giải trí đang rất là hot nha. Khi mà đến với Vũng Tàu, nếu mà các bạn không đến với khu vực Mũi Nghinh Phong để ngắm bình minh buổi sáng thì quả thực là một điều cũng khá là thiếu sót các bạn ơi. Sáng nay thì trời cũng khá là nhiều mây, cho nên là chúng ta sẽ ngắm được bình minh một chút xíu thôi các bạn ạ. Nào bây giờ là đã có những đám mây che phủ qua rồi. Nhưng mà không khí ở đây thì cực kỳ là mát. Đây, có các bạn đến đây check in này. Mọi người từ đâu đến đây? Em từ trong tim anh tới. À đấy. Từ fan Đà Lạt TV vậy? Đúng rồi, đang coi YouTube. Anh nói thì em xúc kênh luôn. À đấy. Đó. Ở đây có các bạn rất là vui vẻ và nhiệt tình này. Các bạn đến du lịch các bạn ơi. Đó. Các bạn ấy đến từ trong team của Phan Đà Lạt. Đó. Cảm ơn mọi người nhá. Bye bye và hẹn gặp lại. Khi mà đến đây các bạn sẽ được ngắm bình minh và thưởng thức những ly cà phê buổi sáng. Ở đây có bán cả cà phê các bạn ơi. Có rất là nhiều các loại đồ uống dành cho các bạn. Ngoài cà phê ra thì mình cũng thấy là có cả sinh tố các bạn ơi. Có một điều đặc biệt mình muốn chia sẻ đến các bạn nữa là sau khi mà ngắm bình minh xong ấy, các bạn đừng quên xuống dưới bãi biển dưới này để chúng ta có thể chụp hình và check in cùng những tảng đá và những hòn đá đã lộ thiên sau khi thủy triều rút các bạn nhé. Theo mình được biết là những hòn đá đó là những nham thạch của núi lửa ngày xưa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống các bạn ạ. Mình sẽ đi xuống rồi mình lại tiếp tục quay chia sẻ đến các bạn những cái địa điểm mới cũng như là khu vực mà các bạn trẻ khi mà ngắm bình minh xong sẽ xuống chụp hình. Hiện tại ở bên dưới có rất là nhiều các bạn đang chụp hình rồi. Đường đi xuống sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm mà rất là thú vị. Gió thì khá là to, các bạn thông cảm giúp mình nhé. Bởi vì buổi sáng ở trên này thì đứng ở khu vực mũi này là cái mũi để chịu gió rồi. Cái mũi chắn gió các bạn ơi. Ở đây hiện tại các bạn ngắm bình minh xong rồi. Mọi người đang tranh thủ đi xuống và ra những địa điểm kia để chụp hình các bạn ơi. Nhưng mà bên góc này mình thấy có một cái góc mà có các bạn đang ngồi bên này đẹp quá. Mình sẽ qua bên này coi chia sẻ các bạn một chút này. Đây có một cái lối đi lên này. Đó. Lối này ngắm bình minh uống cà phê buổi sáng thì cực kỳ là chill luôn. Khi mà ở đây chúng ta đứng nhìn lên trên kia kìa các bạn. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó.
mình đã xuống dưới bãi biển rồi các bạn ạ. Ở dưới này thì bây giờ gió khá là to, nhưng mà nước biển hôm nay rút rất là sâu các bạn ơi. Thủy triều xuống sâu lắm, cho nên là các bạn du khách xuống đây khá là đông luôn. Và sáng nay thì mình có thấy là đảo Hòn Bà cũng đã xuất hiện, đã lộ thiên lên con đường để đi qua đảo rồi. Có lẽ là mình sẽ review khu vực này xong rồi mình qua khu vực đảo Hòn Bà để mình quay chia sẻ thêm. Ở đây sáng nay là các bạn trẻ du khách đến rất là đông này. Đấy, mỗi người một góc chụp hình rất là đẹp các bạn ạ. Biển sáng nay đẹp lắm. Xa xa đằng kia thì có cả những chiếc tàu nữa các bạn ơi. Ngoài kia thì các bạn ấy đang ra ngoài đấy đứng check-in rất là đông, kết hợp với màu sắc của ánh bình minh khá là đẹp các bạn ơi. Các bạn thấy sáng nay là những hòn đá này đã lộ lên một cái nét mới. Đó là những video trước mình chia sẻ với các bạn đấy, thì không có những hòn đá thế này các bạn ạ. Hôm nay thì thủy triều xuống sâu ấy, thì chúng ta lại thấy có xuất hiện thêm một loại đá mới này. Ở đây có một cô ấy đang đi khai thác hàu các bạn ạ. Ở đây là những con hàu sau khi thủy triều rút xuống sẽ lộ ra như thế này. Con chào cô. Cô ơi, mình khai thác được nhiều chưa? Mới vừa xuống đập rồi. À đây ạ, bác. Ở này cũng khá là to nhỉ? To hơn ở bên khu đường qua đảo Hòn Bà phải không bác? Dạ, con thấy cũng to các bạn ơi đây. Đây là những con hàu được khai thác rồi này. Đấy. Bác đã khai thác xong rồi các bạn. Còn như em có quay trong kia rồi mà. Dạ, có quay rồi. Ngay chỗ u cấp bác. Dạ, dạ. Còn cô kéo lưới cho trọng á. Dạ, đúng rồi. Thì sáng nay thủy triều rút xuống sâu đấy. Cái điểm này lại là một cái điểm đang là hot nữa. Cho nên là tiếp tục quay chia sẻ đến mọi người. Thôi, con tiếp tục đi quay đi ạ. Các bạn thấy đẹp không các bạn? Khá là đẹp luôn buổi sáng này. Mọi người đang ngồi mỗi người một cái góc chụp hình này, kết hợp với những hòn đá này. Thủy triều thì rút xuống sâu các bạn. Đẹp, rất là đẹp luôn. Có các bạn nữ cũng đang đi check-in và chụp hình đấy. Khi mà đến với khu vực Mũi Nghinh Phong bãi biển tắm thì các bạn nhớ mặc những bộ bikini nhé các bạn nữ ấy. Nên mặc đồ bikini để cho đẹp các bạn ạ, và chụp hình nó rất là đẹp luôn. Còn các bạn nam thì mặc thế nào cũng được. Không khí buổi sáng ở đây khá là mát, kết hợp với đó là những hòn đá sáng nay này, các như mình chia sẻ đến các bạn đấy, là sáng nay chúng ta lại thấy là có những hòn đá mới như thế này các bạn nhé. Bởi vì khi mà thủy triều rút xuống sâu thế này ấy, thì chúng ta mới bắt gặp những hòn đá thế này thôi. Còn như các video trước ấy, mình quay chia sẻ đến các bạn là những hòn đá nó khác các bạn ạ. Ở đây các bạn ấy cũng đang đứng check in rất là đông. Hello mọi người nhá. Hiện tại là ở trên Mũi Nghinh Phong này, trên đỉnh hồi nãy mình quay chia sẻ đến các bạn đấy, rất là đông rồi, nhưng mà cũng mọi người cũng đang dồn xuống dưới khu vực này rất là nhiều nhá. Bắt đầu dồn xuống dưới khu vực này để check in rồi các bạn ạ. Đây các bạn ấy chụp hình buổi sáng ở đây khu vực bãi biển này này các bạn. Theo như mình biết là bây giờ là thủy triều đang rút xuống rất là nhanh. Một cảnh tượng hiếm có khó tìm và hiếm có khó gặp ở tại Vũng Tàu các bạn ạ. Thì có những ngày mà thủy triều nó rút xuống như thế này ấy, thì chúng ta mới được trải nghiệm cái cảm giác này thôi. Mọi người chụp xong rồi à? À đấy, về luôn hả? Ok, mình cũng đang quay ấy mà. Có gì vào kênh YouTube Phan Đà Lạt TV xem ủng hộ nha. À đây các bạn, hiện tại là thủy triều rút xuống tạo nên xuất hiện lên những cái cồn cát như thế này này, những cái bãi cát thế này, không những là rất là đẹp mà cực kỳ đẹp luôn. Xen kẽ vào đó là những đoàn du khách các bạn trẻ đang đến cũng như là trải nghiệm bắt hàu này, bắt ốc này. Đây là vẹm xanh các bạn ạ, đây là vẹm xanh này. Đó. Đây. Đẹp quá.
Ở đây như mọi người thấy đó, các video trước thì chúng ta chỉ đi quanh quanh trên sát bờ thôi. Còn hôm nay thủy triều rút sâu thì sẽ được xuống dưới sâu như thế này. Và những hòn đá thế này ấy, trên những hòn đá này thì mình thấy là rất là ít những con hà bám các bạn. Có lẽ là khu vực ở đây ấy, nó sâu hơn đấy, cho nên là hà không có bám được. Mọi người di chuyển rất là thoải mái nhé. Ở đây thì có khá là nhiều các bạn nữ check in chụp hình với những bộ quần áo rất là đẹp. Mọi người đang tắm biển, đang rất là đông vui các bạn ạ. Đây là phải là gọi là một địa điểm check in và tắm tiên có 102 ở tại Việt Nam. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Bên kia thì xa xa là như mọi người thấy là con đường đi qua đảo Hòn Bà cũng đang rất là nhiều người đi qua nhé. Đẹp quá. Rất là nhiều lần mình đến, mình quay chia sẻ đến các bạn, nhưng mà chỉ có duy nhất hôm nay là mình thấy là mức thủy triều rút xuống sâu như thế này và đẹp như thế này các bạn ạ. Đông người quá. Mỗi người một trải nghiệm khác nhau các bạn ơi. Mình hy vọng rằng sau khi các bạn xem được video này ấy, thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ tinh thần mình các bạn nhé. Và các bạn biết ở đâu có những địa điểm hay này, hấp dẫn này, độc lạ này, thì xin các bạn để lại phần bình luận ở bên dưới video để Phan Đà Lạt có thể đến quay chia sẻ đến các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua bên này các bạn ạ. Để đi qua bên khu vực đảo Hòn Ba đấy, để quay chia sẻ đến các bạn. Ở bên đấy hiện tại là mọi người cũng đang qua rất là đông rồi. Mình đang đi ở dưới nước này các bạn ơi. Như các bạn thấy đây, mình đang đi ở một cái khu vực mà có một cái cồn cát rất là bằng. Mình không nghĩ là ở đây ấy lại có một cái cồn cát mà khu vực bãi này nó lại bằng phẳng như thế. Nhưng mà khi mà thủy triều lên các bạn ạ, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy những cái bãi cát như thế này đâu. Ở đây thì có nhiều bạn đang chụp hình rất là vui, đông vui. Bình minh sáng nay là cũng khá là đẹp rồi. Các bạn nữ check in cũng khá là xinh xắn. Khi mà đến với Vũng Tàu các bạn ơi, đặc biệt là những địa điểm này này, thì các bạn cứ thoải mái. Mặc những bộ đồ, ví dụ các bạn nữ thì các bạn hãy mặc những bộ đồ bikini này để check in chụp hình này. Các bạn nam có thể là đến cùng bạn gái để chụp hình cho bạn gái. Hoặc là các bạn có thể tắm biển này. Đấy, những điều đấy là điều rất bình thường các bạn ạ. Cho nên là các bạn cứ hãy chuẩn bị cho mình những bộ đồ tắm hoặc là bikini khi mà đến với khu vực Mũi Nghinh Phong này nhá. Ở đây có những hòn đá này được phủ bên trên một cái lớp rêu màu xanh. Theo mình nhìn thì vừa lớp rêu vừa kết hợp những con hà nữa các bạn ạ. Đây này, đó. Những con này thì những chiếc thuyền của bà con ngư dân rất là sợ nhá, bởi vì nó bám vào đáy thuyền đấy các bạn ạ. Ở đây thì mọi người đang chụp hình khá là đông rồi. Video này có lẽ là sẽ là video mà đông du khách
chụp hình nhất trong các video mà mình chia sẻ đến các bạn. Mình cũng mong là được sự yêu thương và ủng hộ tinh thần của các bạn để mình có thể tinh thần để tiếp tục quay và review, chia sẻ đến các bạn những cái địa điểm du lịch mới như thế này các bạn nhé. Khung cảnh chỉ có một chứ không có hai. Các bạn xem được những video như thế này là phải là một, nói là một điều rất là tuyệt vời đấy. Hôm nay thì có một điều là mình không thấy có bà con người dân kéo lưới ở đây các bạn ạ. Những video trước thì có rất là nhiều bà con người dân cũng kéo lưới ở khu vực này. Phải nói là khi mà đến với biển ấy thì nếu mà không có đến với biển là có lỗi với thiên nhiên các bạn ơi. Không đến với biển là chúng ta sẽ có lỗi với thiên nhiên các bạn nhá. Đấy, cho nên là các bạn hãy tranh thủ đến biển thật nhiều các bạn nhá. Biển thì rất là đẹp, đá, những hòn đá này cũng rất là đẹp, thủy triều xuống đẹp quá và không khí lại trong lành nữa. Quá tuyệt vời luôn. Rất là nhiều người đang sử dụng những bộ đồ để tắm biển. Nước biển thì mênh mông, rất là đông nha. Nước biển ở Vũng Tàu mùa này khá là đẹp các bạn ạ. Một màu xanh nhé. Ra đây thì những hòn đá này ấy, mình cảm giác là đi rất là dễ các bạn ơi, không có trơn, bởi vì ở trên những hòn đá là có bám những con hà li ti đẹp lắm. Đi từ nãy giờ chưa gặp con cua hay con mực nào. Nhưng các bạn thì cũng hết sức chú ý khi mà đến với những khu vực này nhé. Bởi vì nó cũng có những cái con hà rất là sắc. Ở đây có những con vẹm xanh này. Vẹm này rất là ngon các bạn ạ. Vẹm này đem đi hấp lên ấy, thì phải nói là tuyệt vời. Đây là những con hà này các bạn ơi. Đấy, những con hà này nó bám lên cái khu vực này. Ở đây thì nhiều vẹm xanh lắm các bạn. Đây này các bạn xem này, khá là nhiều nhé. Mình tiếp tục di chuyển qua bên khu vực Hòn Bà để mình quay chia sẻ đến các bạn. Cũng đã lâu rồi ấy, mình không qua khu vực Hòn Bà để mình quay rồi. Hôm nay là những lúc thủy triều còn đang xuống như thế này, sẽ tranh thủ quay chia sẻ đến các bạn. Chỉ mong các bạn xem được ấy, thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có tinh thần review thêm các bạn ơi. Kênh làm mãi giờ hy vọng rằng sẽ được các bạn yêu quý yêu thích. Lượt đăng ký cũng khá là ít các bạn ạ. Mong được sự ủng hộ từ tất cả các bạn.
Bây giờ mình phải tìm đường đi qua khu vực này nữa. Bên khu vực này ấy, mình có thấy cũng có một số bạn đang chụp hình ở bên này. Và bên cạnh đó là có các chú người dân đang kéo lưới các bạn ơi. Không biết là có tìm được cái lối đi qua hay không. Chỗ này khá là sâu này. Lâu lâu có những hòn đá này nhô lên mình bước qua thôi các bạn ạ. Chưa biết có qua được hay không. Mình cũng phải tranh thủ, cũng phải cố gắng qua đây thôi. Đấy. Chỗ này thì nước khá là sâu này. Chỗ này nó tạo thành một cái dòng chảy, dòng xoáy qua đây đấy các bạn. Đây là cái dòng xoáy rất là nguy hiểm khi mà có thủy triều lên các bạn nhé. Nhiều người tắm biển hay dính vào những dòng xoáy này các bạn ạ. Đẹp quá. Ở đây thì có một số du khách cũng đang tắm, các bạn cũng đang tắm ở đây. Khi mà đến đây thì như các bạn thấy là có các chú các anh đang kéo lưới ở bên kia rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên đấy quay. Mùa này mà các bạn không đến với biển là có lỗi với thiên nhiên rồi các bạn ơi. Có nhiều bạn cũng trên tay cũng đựng những chiếc túi để đi tìm ốc các bạn ạ. Bởi vì thủy triều xuống là có xuất hiện rất là nhiều những con ốc, những con vẹm đấy các bạn ơi. Đây này các bạn, đây là ốc này. Đó, khá là nhiều luôn. Ở đây là nếu mà nhặt phải được mấy ký ở đây này các bạn. Chỗ nào cũng thấy có ốc này. Đó. Đây là một cái dòng chảy, dòng xoáy. Nhiều bạn trẻ cũng rất là nhiệt tình đứng ở cạnh những ngọn sóng này để check in. Nhưng mà cũng nhờ như thế mà mới có được những cái bức hình đẹp các bạn ạ. Ở đây có một anh ấy đang kéo những con ốc nhỏ đấy các bạn ơi. Con trai, con ốc nhỏ, con hến nhỏ đấy. Ở khu vực đảo Hòn Bà thì hiện tại là rất là đông người đang đi qua rồi. Đây là quá trình kéo đem lên bờ này các bạn ơi. Đó, đây là những con hến, những con ốc này. Rất là nhiều, có cả ốc nữa. Có cả ghẹ nữa các bạn ơi. Ô, kéo được cả ghẹ nữa. Rất là đặc biệt. Đó, đó là những con ốc các bạn. Trời, đẹp thế. Quá đẹp luôn. Sau khi mà kéo ở dưới biển lên đấy các bạn thì phải qua một cái lần sàng cái này để lọc ra những con ốc, những con ghẹ to hơn ấy, còn sót lại bên trên đấy các bạn. Các bạn ơi, đây này, có cả những con sao biển đấy các bạn. Đây này. Sao biển này và có cả những con ốc, gọi là cua mượn hồn đấy các bạn ơi. Sao biển đẹp thế. Đây này. Có cả mấy con cua nữa này. Cua mini sao ạ. Đấy, con ghẹ này bò qua đây rồi.
Con ghẹ này nó muốn ra biển rồi. Thôi cho nó ra biển luôn đi. Có cả tôm nữa, rất là nhiều tôm con này các bạn ơi. Tôm này, đấy. Có cả mấy con sâu biển nữa. Thả lên đây. Này, các anh ấy sàng lọc ra các bạn ạ. Cho đây hết nhiều đây là mình đang đứng ở trên con đường đi qua đảo này các bạn. Hiện tại ở trên đảo thì có rất là nhiều người dân đang lên trên đấy rồi. Đấy, cũng có rất là nhiều người cũng đã lên thắp hương lễ xong rồi, quay lại rồi các bạn ạ. Nhưng mà đường hôm nay thủy triều rút sâu cũng đẹp quá. Nhìn từ góc này thì các bạn mới thấy là con đường nó khá là đẹp này. Đấy. Đây các bạn xem này. Thành phố Vũng Tàu, khu vực mình đang đứng ở đây là gọi là bãi sau luôn các bạn ạ. Ở đây thì cũng giờ này cũng thấy có các chú các anh cũng cầm trên tay những chiếc xô và những chiếc túi ấy, mọi người, để đi tìm bắt những con cua, con ốc ấy. Khi mà đến với Vũng Tàu mà chúng ta được tận tay trải nghiệm cái cảm giác mà bắt những con cua, những con ốc sau khi thủy triều rút xuống cái này, nó rất là thú vị các bạn ơi. Ở đây có một con ốc này. Con ốc này rất là ngon nha các bạn. Mình cũng ăn mấy lần rồi đấy, nhưng mà mình không biết nó tên là gì. Để mình bắt lên cho các bạn xem nhé. Đó. Đấy, các bạn thấy con ốc không? Quá là tuyệt vời các bạn ơi. Nếu mà video tiếp theo ấy, mình sẽ sắm một cái bếp ga mini để mình chia sẻ đến các bạn và cái cách bắt ốc này cũng như là trải nghiệm, và sau đấy là mình sẽ hấp ăn trực tiếp ở tại bãi biển này luôn các bạn nhé. Đây này, đây nữa này các bạn, khá là nhiều. Ngoài những con ốc ra thì mình có phát hiện ra ở đây có những cái con, có những cái hình thù rất là kỳ lạ các bạn ạ. Bạn nào biết đây là những con gì, các bạn để lại bình luận cho mọi người cùng biết với nhé. Đây này. Đó. Sau khi chạm vào nó thì nó co lại như thế này các bạn ơi. Mình không biết là nó có độc hại hay gì không. Đấy các bạn xem này. Đó. Đấy, mình vuốt vào nó thì nó co lại này đấy các bạn. Các bạn thân mến, có rất là nhiều clip mình đã quay chia sẻ đến các bạn về quang cảnh trên khu vực đảo Miếu Hòn Bà rồi. Thì video này mình xin phép không có lên trên đó để quay chia sẻ đến các bạn nữa. Nếu các bạn muốn xem biết thêm ấy, thì các bạn lướt video mình để xem các video mình đã quay chia sẻ đến các bạn nhé. Các bạn ơi, hiện tại mình đã qua bên khu vực đường qua đảo Hòn Bà rồi. Thì bây giờ mình phải quay lại hướng này để mình qua khu vực Mũi Nghinh Phong để mình di chuyển lên khu vực để xe các bạn ạ. Chỉ có duy nhất con đường này có thể đi ngược qua lại thôi. Tranh thủ lúc mà thủy triều chưa lên cao các bạn ơi. Giờ này là thủy triều đang bắt đầu đi ngược trở lên rồi các bạn. Mình đã qua lại khu vực Mũi Nghinh Phong rồi. Giờ này thì vẫn còn khá là nhiều các bạn trẻ đang đứng check in ở đây. Nắng cũng đã lên cũng khá là rực rỡ rồi các bạn ạ. Chẳng có gì thú vị bằng khi mà ngồi ở bãi biển này và ngắm bình minh buổi sáng, kết hợp với những con sóng biển rất là đẹp.
Các bạn thấy ở đây khu vực này có đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Mình đang ngồi ở kế bên một hòn đá để cũng như là đỡ chói nắng các bạn ạ, để nói chuyện với các bạn. Những video như thế này đấy là những video chia sẻ về du lịch các bạn ơi. Đấy, các bạn xem được cái video thì đừng quên cho mình xin một lượt đăng ký kênh này, cũng như là like và chia sẻ các bạn nhé, để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Các bạn biết những địa điểm độc đáo nào ở đâu nữa không ấy, thì các bạn để lại bình luận cho mình biết nữa nhá. Ánh nắng mặt trời lên thế này thì chụp hình đẹp lắm. Nếu các bạn đến với Vũng Tàu thì bạn nào mà có thể chịu được nắng một chút ấy, thì như giờ này này, khi mà có ánh nắng mặt trời lên thế này này, chụp hình siêu đẹp các bạn ạ. Ở đây mọi người cũng đang chụp hình xong rồi các bạn ạ, cũng đang lên rồi. Trời bây giờ là cũng khá là nắng rồi các bạn ơi. Hai các bạn ơi, video đến đây cũng khá là dài rồi. Và sáng nay là sáng cuối tuần, sáng thứ bảy các bạn ạ. Thì mình cũng đã chia sẻ đến các bạn về tình hình sáng thứ bảy ở tại khu vực Mũi Nghinh Phong ở Vũng Tàu các bạn ấy. Mình chúc cho các bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nhá. Và chúc cho tất cả mọi người xem được video này thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Nếu mọi người yêu quý những video như thế này ấy, đừng quên để lại một bình luận cho Phan Đà Lạt biết, cũng như là đăng ký kênh ủng hộ Phan Đà Lạt nhé. Và Phan Đà Lạt hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Ngày mai, sáng mai là sáng Chủ Nhật, sẽ có rất là nhiều điều thú vị, sẽ có những điều cực kỳ là khác ngày thứ bảy hôm nay các bạn ạ. Thì mình hy vọng rằng video ngày mai sẽ cập nhật, chia sẻ đến các bạn những điều thú vị đó. Hẹn gặp lại các bạn.